Son Ye-jin tái xuất cùng Jeon Mi-do trong 30 chưa phải là hết, bán hàng vào vai Giang Sở Ảnh. Mới đây, truyền thông xứ Hàn đồng loạt đưa tin Son Ye-jin đã nhận lời tham gia thử vai cho bộ phim truyền hình 39. Công ty quản lý MS Team Entertainment của nữ diễn viên cũng xác nhận cô ấy đã nhận được lời đề nghị đóng vai chính trong 39 và đang tích cực xem xét. Trước đó, Jeon Mi-do là nữ diễn viên từng gây ấn tượng với vai diễn bác sĩ khoa thần kinh cho Son Ho-kwa trong Hospital Playlist cũng đã xác nhận đàm phán cho bộ phim này. 39 là một bộ phim dài 12 tập kể về câu chuyện tình lãng mạn và cuộc sống đời thường của ba người bạn sắp bước sang tuổi 40. Son Ye-jin đã được mời đóng vai Cha Mi-jo, người xuất thân giàu có và bây giờ là bác sĩ da liễu trưởng của một phòng khám ở Gangnam. Jeon Mi-do đang đàm phán để đóng vai giáo viên, diễn xuất cùng Jung Chang-yeon, cũng là bạn của Cha Mi-jo. Nhanh chóng sau đó, netizen cũng đào bới lại tin đồn râm ran trước đó khi cho rằng 39 chính là bộ phim được GTBC mua lại bản quyền của Trung Quốc có tên 30 chưa phải là hết và từng tạo tiếng vang rất lớn hồi năm 2020. Sau khi được biết tin Son Ye-jin sắp sửa quay lại màn ảnh nhỏ, nhiều netizen đều đồng loạt mong đợi chị đẹp sẽ đóng vai Vương Mạn Ni từng do Giang Sở Ảnh đảm nhận. Nguyên nhân là vì nữ diễn viên cũng từng ủng hộ chị đẹp remake vai của mình. Đóng đi, tôi được Phương đồng ý rồi. Tất cả của tôi đều là của cô ấy. Nếu Son Ye-jin nhận lời, đây sẽ là dự án tái xuất của cô sau bom tấn Hạt Cánh Nơi Anh. Son Ye-jin sẽ vào vai Cha Mi-jo, một phụ nữ cùng tuổi 39 như cô ngoài đời, trưởng thành trong gia đình giàu có, quản lý một phòng khám ở Thu Gangnam tại Seoul. Phim tuổi 39 xoay quanh câu chuyện của ba người bạn thân với những biến động cảm xúc, cuộc sống, sự nghiệp trước ngưỡng tuổi 40. Cốt truyện của phim khá giống với 30 chưa phải là hết của truyền hình Trung Quốc. Ngoài Son Ye-jin, Jeon Mi-do, nữ chính của Hospital Playlist cũng nhận được lời mời đóng tuổi 39. Truyền thông và khán giả Hàn Quốc hiện rất mong đợi màn kết hợp của hai sao nữ tài năng trên màn ảnh Hàn. Bộ phim tuổi 39 thuộc thể loại tâm lý lãng mạn, được chấp bút bởi Yoo Jong-ah, biên kịch phim Encounter, Song Hye-kyo và Park Bo-gum đóng chính. Cư dân mạng, đặc biệt là fan nữ, rất hào hứng với một bộ phim về nữ giới nhẹ nhàng, sâu sắc. Riêng việc được nhìn thấy hai chị đẹp đi với nhau cũng đủ mãn nhãn rồi. Bình luận của cư dân mạng: hai chị tuy thích, phim dàn hit Liên Hợp Quốc hàng đây. Tới luôn hai chị ơi, mong thấy chị Ye-jin mặc áo blue bác sĩ. Làm bộ nữ chủ cuối năm càng quét đi hai chị. Mỗi người một vẻ, 10 phần vẹn 10. Lại thêm một bộ phim nhẹ nhàng hợp gu và đặc biệt là hai chị đẹp đóng chung với nhau. Sau khi đóng máy Hạ Cánh Nơi Anh đầu năm 2020, Son Ye-jin chưa trở lại phim trường. Hồi tháng 7 năm ngoái, cô gật đầu cho vai chính trong dự án điện ảnh Cross Your Hollywood thực hiện tại Hàn Quốc. Nhưng đến giờ, bộ phim này vẫn chưa bấm máy. Vai diễn của Son Ye-jin là Vera, người phụ nữ của nữ nước nghèo, sống ở gần biên giới hai đất nước. Sau khi chồng chết vì cố vượt biên, Vera một mình nuôi con. Sam Worthington, tài tử của phim Avatar và loạt phim Clash of the Titan, đóng một người đàn ông ở đất nước giàu có. Cross sẽ là dự án đầu tiên của Son Ye-jin kết hợp với các nhà làm phim Hollywood. Son Ye-jin sinh năm 1982, là một trong các ngôi sao hàng đầu của phim Hàn Quốc, thuộc top nữ sao được trả cát-xê cao nhất tại đây. Cô nổi tiếng qua các phim cổ điển Hương Mùa Hè, Tuyết Tháng Tư, Công Chúa Cuối Cùng, Hải Tặc. Một năm qua, cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ đóng quảng cáo và dự vai lễ trao giải. Ngày 1 tháng 1 năm nay, Son Ye-jin xác nhận yêu Hyun Bin sau lần đóng cặp trong Hạt Cánh Nơi Anh và một vài quảng cáo. Đây là một trong những thông tin gây bão của showbiz Hàn Quốc trong năm nay.